Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thì từ đầu tháng 12 cho đến trước ngày 30 tháng 12 thì các tổ chức cơ sở Đảng triển khai hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên để nhìn nhận một năm phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là thời điểm mà các phần tử cơ hội tranh thủ tung hỏa mù với những luận điệu xuyên tạc nhằm thúc đẩy một số đảng viên có khuyết điểm, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây mất đoàn kết nội bộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thì liệu có bị tác động ảnh hưởng hay không? Góc nhìn thẳng kỳ này sẽ phân tích làm rõ. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là việc làm thường xuyên, là nguyên tắc hoạt động dân chủ trong đảng. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị thì lại xuyên tạc rằng hoạt động tự phê bình và phê bình trong đảng vào các dịp cuối năm trên thực tế là những cuộc hạ bệ thanh trừng, đấu đá nội bộ không thương tiếc giữa các cá nhân bất đồng chính kiến, giữa các nhóm lợi ích trong nội bộ đảng. Cần khẳng định rõ, đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, phản khoa học, mang tính chống phá. Bởi hoạt động tự phê bình và phê bình luôn diễn ra trong một tổ chức đảng và được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, công khai, minh bạch trên cơ sở các nguyên tắc. Tôi thấy như thế này, nó cũng có nhiều cái mà có thể là họ sẽ đánh giá. Họ đánh giá là coi như là, tôi ví dụ chẳng hạn nói đơn giản thôi. Một cán bộ sau kiểm điểm xong, thì theo quy định của đảng mình là anh làm bao nhiêu thời gian để chuyển công tác. Thì chuyển công tác, nói ô này có vấn đề, vậy là chuyển công tác. Còn mà nói chung ra mà kiểm điểm, mà để răng đe nhau, thì tôi thấy rằng trong tổ chức đảng và quy định của đảng thì nếu mà nó nói về một tổ chức đó thì họ không bao giờ giảm. Phát biểu nhận xét ở đây, đóng góp ý kiến ở đây là không phải là mình chê bai người ta, mà là mình chỉ là đóng góp để xây dựng một cái tinh thần ý chí của đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cho cái chi bộ, đảng bộ của mình mạnh hơn và vững hơn và phát triển hơn thôi. Chứ không phải là ý muốn là chê bai người khác để hạ bệ sống khác. Cụ thể thì kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm nay có gì mới, tạo ra những thuận lợi hay là có những khó khăn thách thức nào trong công tác xây dựng đảng trên địa bàn, nhất là những huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số? Mời quý vị cùng theo dõi qua phần trao đổi của phóng viên chương trình với Phó trưởng ban tổ chức huyện biên giới Bùi Gia Mập. Thưa ông, thì kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2023 có những cái điểm mới như thế nào ạ? Đối với cái quy định 124 cũng như cái hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương có những cái điểm mới, trong đó là cái việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thì ở đây cái điểm mới của nó là mình ví dụ giống như là sự việc xảy ra từ năm 2021 là xảy ra cái sự việc đó, nhưng tới năm 2023 với phát hiện cái sự việc đó ra thì đối với cái hướng dẫn số 25 thì cũng đã nêu rõ, cũng như quy định số 24 cũng nêu rõ là sẽ tổ chức kiểm điểm trong cái năm 2023 này, và nhưng ngược lại sẽ xem xét thi hành kỷ luật vào năm 2021. Mình ví dụ giống như năm 2021 một chỉ đồng chí này là vi phạm kỷ luật, mà nhưng ngược lại năm 2021 là chưa phát hiện thì đánh giá đồng chí này là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng năm 2023 phát hiện ra thì sẽ giao cho tổ chức cơ sở đảng đó sẽ họp trở lại và đánh giá đồng chí này là rơi vào cái mức theo đúng cái quy định. Vậy thì thưa ông, thì với những cái điểm mới như vậy, tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương mình thì sẽ gặp những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào? Về cái thuận lợi là trong cái điểm mới của 124 cũng như cái điểm mới của hướng dẫn số 25 thì đối với những cái đảng viên cũng như là tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ cơ sở thì sẽ nắm được cái đó và đồng thời sẽ đánh giá là có đúng người, là coi như là đúng cái chức trách, nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo đó cũng như là đảng viên đó. Nếu có sai phạm thì ngay cái thời điểm đó làm cho đảng viên ở trên này là tin tưởng vào tuyệt đối cái quy định 124 cũng như cái hướng dẫn số 25 với cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Còn về cái điểm khó khăn
trong quá trình thực hiện thì đối với năm 2023 này, cái việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thì trong năm 2023 thì các văn bản từ trung ương tới tỉnh chuyển về cho huyện, cái hướng dẫn thì nó cũng so với thời gian nó cũng hơi chậm. Thì đối với huyện thì cũng hướng dẫn cho các đảng bộ và chi bộ trực thuộc thì trong thời gian nó ngắn, thì cái việc mà nghiên cứu các cái tài liệu để tổ chức đánh giá phân loại đảng viên thì so với các cái người mà phụ trách là làm công tác đó thì nghiên cứu văn bản nó hơi nhiều thì nó cũng hơi khó. Kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng, đảng viên là để tăng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như là đảng viên. Thế nhưng một số ý kiến lại cho rằng đây là cơ hội để thanh trừng lẫn nhau, hạ bệ lẫn nhau. Theo ông thì ông có quan điểm nhìn nhận như thế nào ạ? Việc mà các cái tổ chức phản động mà dựa vào những cái kiểm điểm đánh giá phân loại này để hạ bệ lẫn nhau thì đối với tổ chức đảng cũng như là đảng mình lãnh đạo và chỉ đạo đó thì cái đó là cái con đường đúng đắn. Còn những cái phần tử mà không tin tưởng đường lối chính sách của đảng của mình, cái đó là cái cơ hội của người ta chỉ là nói ra những cái điều mà bắt cặp trở lại, không đúng với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước của mình, thì cái đó là theo cái quan điểm thì nó lại không đúng. Những chia sẻ và khẳng định của ông Nguyễn Văn Tiến thì đã cho thấy các thế lực thù địch dù ở đâu, trong thời điểm nào thì cũng có thể tung ra những luận điệu xuyên tạc khi mà mục đích cuối cùng là vì muốn chống phá và phá hoại đảng nhà nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn thì đã chứng minh điều ngược lại khi tất cả các hội nghị kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại huyện biên giới Bù Gia Mập, hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2023 ở chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập đã có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, ông Phạm Hồng Khanh. Không qua loa, hình thức, lấy lệ để rút ngắn thời gian như là các luận điệu mà các thế lực thù địch phản động xuyên tạc, kích động. Việc kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên tại đây được thực hiện bài bản, đúng quy trình, hướng dẫn. Đặc biệt là không ngồi lại để mà khen nhau, mà là tập trung sâu hơn các khuyết điểm, hạn chế để tập thể, cá nhân tự soi, tự sửa, hoàn thiện bản thân mình trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định rõ đây không phải là thời điểm hay là cơ hội để mà công kích, hạ thấp uy tín lẫn nhau, mà là góp ý chân thành để mỗi đồng chí mình phấn đấu tốt hơn. Ở Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, việc tự phê bình và phê bình được diễn ra thường xuyên qua hàng tháng, lượng hóa công việc. Kiểm điểm phân loại cuối năm là bước nhận diện tổng quát nhất để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại toàn diện những công việc cụ thể, những ưu khuyết điểm của chính bản thân mình. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay, một cái công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xếp loại đánh giá chất lượng đảng và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý và các đảng viên hàng năm là cái dịp rất quan trọng để cán bộ tự soi tự sửa, giúp nhìn nhận những cái mặt khuyết điểm hạn chế để kịp thời khắc phục sửa chữa và phát hiện kịp thời những cái mặt ưu điểm để tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Theo tôi thấy thì cái việc kiểm điểm này không phải là một cái hình thức, tại vì hàng năm thì chi bộ trung tâm y tế lúc nào cũng vậy. Khi kiểm điểm thì các đồng chí đảng viên sẽ tự nhận, tự soi xét và tự kiểm điểm cái quá trình công tác, cái công việc của mình trong một năm. Sau đó là những cái mà hạn chế của năm nay thì sang năm sẽ phải sửa chữa cái hạn chế, khuyết điểm đó để cho phấn đấu và mang cái tiếng đảng rất là cao. Kiểm điểm đảng viên cuối năm được tiến hành chặt chẽ, đúng hướng dẫn, quy định. Ở những tổ chức đảng có đảng viên vi phạm thì việc tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại càng được diễn ra bài bản, nghiêm túc, minh bạch và có sự phân công phân nhiệm lãnh đạo huyện ủy trực tiếp tham gia, chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể, không để xảy ra sai sót trong việc kiểm điểm cuối năm. Kiểm điểm cuối năm theo đó không thể coi như là một việc làm bình thường, tránh né đụng chạm để lấy thành tích như một vài phần tử cơ hội chống phá tung tin. Với địa phương của xã Đức Hạnh thì về đánh giá cán bộ đảng viên, phân loại đảng viên cuối năm thì nhằm để đánh giá qua một năm thực hiện các thực hiện nghị quyết của đảng bộ đề ra trong năm 2023 và các chỉ tiêu, tiêu chí để thực hiện và để đánh giá lại quá trình thực hiện các nghị quyết và đánh giá lại cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thưa quý vị, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm là để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó thì góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Và khi đảng nghiêm túc khắc phục được tình trạng, hình thức hay là nể nang, né tránh trong kiểm điểm thì tự ắt sẽ đập tan được những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đến đây thì thời lượng dành cho Góc nhìn thẳng kỳ này đã khép lại. Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.